được. Này bắn chết đi, chó. Cho bắn chết luôn. Nào đây. Ủa? Ai vậy? Thì ra bên kia có sim bố kìa. À thì vừa đấy có MLG sim thằng nào đây? Mày ăn chưa luôn. Ôi giời, bắn ghê đấy, sao thằng Trương. Bắn ghê lắm, bắn ghê lắm. Thằng Trương lại giấu một tận nhân tài như này đi. Bắn phải đầu mà. Kịp lắm. À, ý là trình mình không đủ để chơi nên là chơi nó không mời mình. Đúng rồi, đúng rồi. Sợ quá. Cái tên đất map này có 3 map rồi. Mày chơi sao? Vô đâu. Thì mày cứ bắn mình thôi, mày bắn. Mày vô bắn nhau hết. Ừ, chứ không có đặt bom hay gì á. Mày dưới ra mày bắn. Đừng sợ móc, đừng... Trời. Mày ngáo cho đây vẫn có chiến thuật đi. Mà vẫn chiến thuật á, mày đừng quên. Không có chiến thuật. Ủa, à? Ủa vẫn có chiến thuật à? Xong đây phải chơi kiểu Phoenix kia chạy bắn ấy. Kìa kìa. Ở chỗ này như không có cái sửa bếp đúng không? Có. Có sửa bếp không? Không, sửa bếp không có. Sửa bếp không có. Không, tôi nhớ là có stream. Có súng nào cũng có, nhưng mà bộ số cây mình cứ lụm thôi. Đó, không có. Không sợ không có. Cái sửa bếp là lụm quá. Sửa bếp là gì? Bích châm. Switch. Yo. Này chơi sao? Đang mua súng luôn hả? Mua theo giai đoạn. Giai đoạn đầu là đang súng lục. Echo đi, echo đi, echo đi. Echo đi. Ông mua giáp sao? Mua giáp sao? Không có giáp, nó tự động, nó tự động. Ờ, em đừng ra bắn thôi. Nào, cho cái cờ rớt he ngu đi. Mà đâu đi ra chip bay ơi. Lấy kèn. Ây da, trừ 60 omen rồi. Ôi. Ủa, cái gì vậy? Ủa, tụi vẫn có skill nè. Ờ, vẫn có skill mà. Ủa, vậy thằng nào nó... Ủa, ai kêu là không có skill đâu. Mày đây chạy bắn. Yeah, chạy bắn. Kìa. Ui da. Cái gì mà 7-12 rồi. Nó giúp nhà mình vậy. Nhà mình có địch sao? Gì nhà mà có địch hả? Cái nhà có địch đi. Nè, nó đứng đây nè. Ủa đâu ra không serif vậy? Nó nhặt được. Nó nhặt mít này. Nhặt được mà. Ui da, tao đầu nó rồi mà nó không chết. Ra nó cam nhà mình luôn kìa. Blasen. Ở mù nó luôn rồi. Blasen. Take mid đi. Tao bị đốt rồi. Ây da, cái thằng. Ủa đâu đang súng nó hay vậy? Chạy bắn đi. Lộm. Vẫn đang chạy bắn. Có bớt bên nè. Ây da. Mù ly nè. Ở trong spawn, nó đứng trong spawn á. Còn con bay đứng trong spawn nè. Rồi chết rồi. Ây da, cút rồi. Gì đấy, nhà mình đông địch đi. Nó đẩy ra mà. Ủa sao nó được mua spec rare rồi. Nó nhạt được, nó nhạt. Nó lộn được mà. À, nhạt nữa mà. Lộn. Giờ đang 3 nè. Ui da. Bấm B để nhận vũ khí nè. Mua được gì? Spec rare kìa. Nhà mình đâu. Ủa
The hell man. Ủa bản đồ kìa man. Ủa bản đồ với chân Huy kìa. Có súng, nó súng gì ấy? À nó mua có điện rồi. Bắn đề, bắn đề, bắn mạnh. Ê ê, bên đây, bên đây. Thật gắn gì đấy. Ui da. Đồ nó biết kìa. Cút 1, cút 1. There. Nó đâu vậy? Ui dạ, 120 rồi. Ô có bản đồ rồi. Ê bản đồ rồi, có bản đồ rồi. Bọn đây, bọn đây, hay. Take mid đi, take mid đi, take mid đi. Nó gần tao, ui dạ. Nó nhà mình đè, nó nhà mình đè, nó nhà mình đè, nó nhà mình đè. Nó nhà mình đè. Cái map đi nhào nữa. Đi lạc đấy giờ. Tao bắn 4 hết rồi. Ờ, mày quay mất rồi. Đi quay. Gì? Ôi dồi, gì cút hết rồi. Vấn đề để thuộc map rồi. Ôi! Nhà kìa. Gì mà nhà quá thì nhà. Ôi da. À hướng quà chưa thấy tì luôn luôn nha. Mày cái mấy cục trắng trắng giống hết. Nó có mấy cái cục xanh xanh này nè, mình nhặt là mình lên điểm anh tì á. Úi dồi ôi. Nhà bên nhà mình. Con tì nè. Xe thục. Lũ. Thì do nó có Odin chứ mình xem. Con có spy nè. Úi dồi. Gò tới chuyện. Ta bị mù rồi. Ủa nó kìa bên dưới luôn rồi. Cú, ai à. Ba mẹ coi. Ôi giời ơi, trắng. Còn hai mẹ nữa, tìm nó còn hai mẹ nữa, vẫn còn được. Trời ơi, tôi thua thế này nè. Ôi, chốt rồi. Rào gì nữa. À là nó chơi vậy thôi hả? Ừ, nó thôi, nó giả mà. Tôi tìm deathmatch mà. Ủa? Anh Ray.